cũng to đó. Dạ nhưng mà giờ nó còn đau hay là gì không? Không đau. Cái da nó được, có nghĩa là cái da nó bỏng quá. À. Đang ra ngoài nắng thì nó có bị rát nhiều không ơi? À, cái da nó bỏng nhiều. À không, rát đỏ. Mà anh thấy là cái tay mình bị nhiều nhưng mà cái mặt mình là ít ha. Mình mặt mình là hên là ờ, vậy da trên mặt của anh là nguyên bản đấy hả? Da mặt không. Tại sao nó lại trắng vậy? Ôi hồi 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 ông chưa bịt ông đẹp trai lắm. Vậy hả? Chị có tấm hình nào của anh ngày xưa? Dạ, bước. Có cái tấm hình bỏ rồi, cái bữa hôm dục trong cái cuốn sổ kia đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ trên nếu như trên báo có là con nó có chụp cái hình của ảnh này. Chị diễn tả cho em xem cái nước da của anh ngày xưa như sao? Bình thường giống vậy. Đẹp trai như em không? Da ảnh trắng trẻo đẹp như em hả? Y như vậy luôn. Nhưng mà hồi xưa ông đẹp trai lắm. À vậy hả? Không phải là chị nói đâu, mà hầu như là ai không ai gặp ổng thôi, mà gặp ổng là phải nói là ông này đẹp trai không? Vậy chứ à. Mê đúng không? Vậy mới nuôi ổng. Nhưng mà hồi xưa là râu của anh cũng màu đen chứ. Ừ, nó đã bình thường thì như người bình thường thôi nè. Giờ nó chuyển qua màu trắng rồi đó. Nó chuyển qua già tóc như vậy đó. Xưa tóc tai đồ anh, đẹp. Anh năm nay là bao nhiêu ta? Anh biết sinh năm 70. Sinh 1970 à? 70 năm nay 49 à, 48, 49, 49. Vâng, 49 rồi. Sau anh bệnh thì nó nhà báo có để đó. Nhưng mà có những người, rất là nhiều người họ ở khắp ở đây. Họ mướn xe họ đi lại đây nè. Họ nghe anh bệnh, họ coi trên báo, trên mạng nghe anh bệnh nè. Rồi họ mới tìm lại đây, họ hỏi tại sao anh hết bệnh. Họ cứ hỏi, ủa anh sao mà anh bị lục da đồ này nọ mà anh hết bệnh. Rồi. Có nhiều người họ cũng bị y như anh vậy đó, lục da. Có người nhưng mà không phải là dưỡng thành bằng có thuốc, rồi cũng có nhiều người là họ bị ngứa, bị rẻ, bị đồ, nhưng mà họ không biết, họ cứ thấy trên báo họ lại đây nè, mướn xe rồi lại đây hỏi. Thì anh chỉ có một điều anh khuyên, thứ nhất đó, là phải đi tới cái trung tâm y tế mà có đủ cái chức năng thẩm quyền để người ta mà xét nghiệm, làm các cái xét nghiệm, ví dụ như xét nghiệm máu, xét nghiệm tinh hóa, xét nghiệm để coi mình bị cái gì. Chứ tuyệt đối không tin thầy bà. Vâng. Dạ. Mình bao giờ thầy bà là đưa tới thầy bà chẳng khác nào mình giúp mình đi tới nghĩa địa đó. Vậy là bây giờ được mấy năm rồi đấy. Giờ còn sống mau tới nhất là bãi tham ma. Được mấy năm rồi. Nhưng mà con người ta rất quan trọng với em biết là gì. Đó là phải có cái niềm tin ở trong cái khả năng. Dạ. Dạ. Theo anh là em biết không, anh ngồi đó chính anh không đi được, anh ngồi trên cái ghế anh cứ về đó đẩy về. Vì anh không đi được, không nói, không nghe, không thở được. Nhưng mà anh gượng được là cái giường, anh biết không? Cái giường anh nằm, chắc anh không ngồi vậy. Anh lấy cái sợi dây á, anh buộc trên cái đầu giường á. Hai tay anh cầm nè. Đó là anh gồng lên. Một bữa nhóc lên chút, mỗi bữa nhóc lên chút. Gần như là 8 tháng anh nằm liệt kìa. Đó là anh lấy sai sợi dây anh buộc người á. Đó là gần 8 tháng anh mới nhích cái đầu lên chút, nhích lên chút. Tới cái tháng thứ 10 á là lúc đó bà xã anh mới đi lên trên bà nội của mấy đứa nè, có một chuyện thì anh ở nhà anh mới gượng anh đứng làm một cái ầm cái bàn của đọc cho con gái, tao nói tưởng thiêu đời rồi. Anh xỉu, anh nằm gần một tiếng hồ, hơn một tiếng hồ thì cái bàn anh bợ ở giữa cái bàn để anh đứng vậy, nhưng không ngờ đè mạnh xuống cái bàn bật ngược đập ầm, nằm đến khi tỉnh dậy được bò đứng lại nữa. Đứng cho bằng được, quyết định là đứng bằng được, đi bằng được mới khả năng mới sống được chứ không thì cứ nằm như hoài nó chết mà nó lỡ hồi đó về là nó lỡ báo chí lên mấy tin rồi báo chí lên mấy tin rồi nói bệnh già bệnh gì không à, hồi đó anh báo chí lên lấy tin là nó đăng tin nó để bệnh lạ bệnh này kia tùm lum hết chứ. Bước vào đèn coi cái lên coi đi, dạ lên coi nha, dạ dạ cái này nó bình thường dạ nó à nó vẫn bị nhiều quá trong da về bình thường mà nó. Dạ, à. Còn sẹo là nó liền hết rồi ha. Dạ. Dạ. Anh Trần, sau lưng bị nó vẫn còn nhiều á. Anh Trần. À, hồi đó nó mấy cái chỗ kín kín kia cũng thế luôn hả? Thì nó vậy đó. Ừ. Cũng lột da luôn đấy hả? Nó cũng giờ là da nói chung là nó liền hết rồi nhưng mà nó cũng đốm đốm vậy đó. À. Dạ. Hàng họ xuống ống là cũng lột da luôn. Anh giờ công việc của anh sao anh? Thế đấy. Dạ. Em thấy giờ là mình làm sửa xe này thu nhập ổn thôi. Nói chung là cũng được thôi, tại bây giờ xe mới nhiều á. Dạ.
xe mới nhiều. Mà nghề của anh chị ngày trước, nghề của anh trước khi bị bệnh cũng là nghề của anh, nghề của anh sửa xe, lính anh nhiều lắm. Giờ nó tụi nó mở tiệm nhiều lắm. Bọn nó ra thành rồi. Nó mở tiệm ngày xưa thành thợ, bây giờ thành thầy rồi. Anh ơi, em hỏi chút này, bởi vì em thấy là lúc da của anh bị bóc ra bị lột, nó có đồng bộ hết không hay là lột nó hết, đồng bộ hết, nói chung là nằm, từ nó chia làm mấy đợt chị, nói chung nó lột từ đầu tới chân hết, nhưng mà nó lột suốt luôn, tức là sau khi cái lớp da đầu tiên bị lột ra rồi thì bắt đầu lại nó lại lột tiếp, nó cứ khô đó, nó lột ra, nó cứ khô lắm, nó lột, lột xong rồi nó lại lột riết mà bình thường tóc tai ảnh bình thường, nhưng mà lột riết tóc cũng hết, chân mày lông mi, nói chung rau riết thì là không còn một cái gì hết. Dạ. Từ đầu tới chân luôn lột hết. Dạ. Nhưng mà sau này cái sức khỏe ảnh nó mới khỏe, ngay cả da liễu, đi da liễu mà da liễu cho uống thuốc này, cho kem bôi cũng vẫn lột không hết. Vâng. Nhưng mà sau này về nhà ảnh ăn uống được là nó có sức khỏe, là tự động da nó không lột nữa, sức đề kháng lại tăng lên rồi. Đấy. Và cũng có thể là sức đề kháng ảnh yếu là da nó lột hết. Dạ. Vậy thì mỗi lần như vậy ấy, da khô nó bỏng nó rát không anh? Ôi đau lắm. Bình thường như hồi đến đó bên da nó lột có nó đau không? Rát chứ, nó rát. Thứ nhất là nó rát, thứ hai nó ngứa. Da non nó ngứa mà không đẩy được. Nó ngứa nhưng mà không thể nào không đẩy được. Em đẩy cái là nó lột luôn cả thịt ra luôn. Dạ. Nó lột. Nó gãy là ra thịt luôn anh. Anh có bị chảy máu không? Không, anh không bị chảy máu. Em biết cái miếng giấy kiến, cái da đắng sao là da nó lột. Mà lột như miếng giấy kiến rồi đó. Nó lột, cứ lột. Tức là mỗi một ngày nào cũng phải hút một bụng, ngày nào cũng hút một bụng. Ủa? Thì nó ý là mình đang rắn nó lột sang là cứ lột. Lột như rắn thôi. Anh nằm ở bệnh viện Gia Liễu Nguyễn Thông, tức là mỗi ngày cái bà mà bả dọn dẹp, bả nói nhìn thấy da anh là bả sợ. Cứ ngày nào có ra mảng nó lột hết. Mà nó lột đồ, cái da nó căng, mắt nó căng là gì, nó căng nó lò để làm gì. Wow. Con mắt anh nhắm lại không được, nó trợn lên về da nó căng lên. À, kiểu như nó khô dần. Rồi lúc anh ngủ sao? Cái móng tay anh hồi đó không phải được vậy đâu. Cái móng tay anh dày lại. Hồi đó cái móng tay anh là nó sần như là cũng sứng rồi đó. Lắm. Tại da nó sần nó lột lên nó dậy vậy nè. Mà nó sần lên thấy ghê lắm. Hồi xưa là móng tay, ổng da ổng lột là móng tay nó chưa hư hết. Nhìn mà tức là cái nó lột. Mình nói cái da cóc làm sao á, cái da cóc làm sao là cái móng tay nó chân ổng là nó y vậy, nó cục ghê lắm. Giờ cái tay anh còn cái xu hướng là nó thay đổi gì nữa không? Ít nữa không? Bây giờ là bình thường hết rồi. À, giờ nó đã giờ là bình thường. Ổn định lại rồi ha. Ổn định hết rồi. Vậy thì như thế này á, này khi uống rượu hoặc đi tắm biển sao ấy? Em uống rượu thì người em đỏ âu ấy. Mà anh nói chuyện với em tẹo mà em thấy anh bắt đầu đỏ hết người rồi. Uống uống bia uống rượu vô thì đỏ. À. Nhưng mà đỏ, giờ anh bệnh đỏ xong lại đẹp hơn. À, xong anh giờ anh bệnh không thì bây giờ đám tiệc chị đi không, cho nên anh đi, cho nên là lâu lâu có bạn tới nhà thì làm vài lon thì được. À dạ. Nhưng mà uống mấy lon vô là người cũng đỏ. Thế còn đi biển thì vùng sao chị? Hoặc ra chị nào? Từ lúc bệnh tới giờ thì chưa đi tắm biển. Dạ. Thì không biết là tắm biển thì sao. Mà vừa chị có anh chị có kể em là anh có phản ứng một thành phần của thuốc ấy. Thuốc. Một cái chất ấy, hoạt chất ấy, thì đấy là chất gì ạ? Kháng viêm giảm đau. Tên công thức hóa học là gì? Anh dị ứng với thuốc, thành phần gì của thuốc? Anh viêm giảm đau. Nhưng mà thuốc? Para nè, Tupi nè, Amoxicillin nữa đó. Những cái thuốc kháng viêm giảm đau. Anh bây giờ rất là khổ ở cái điều như đau họng uống được. Đau không uống được. Chịu đựng thuốc nam, anh đang cái điều trị đi ở bệnh viện y học dân tộc của Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh có. Chứ còn uống tay cũng được, anh uống vô nó bây giờ cái tay anh đau uống vô quá. Mát là hay như bắt đầu cần tí xíu thôi, uống vô vẫn bắt đầu là anh sốt, mà anh sốt lần sốt lên 41 độ không á. Anh biết sốt cái gì lắm, nó sốt mê man, uống vô một viên thuốc là nó sốt 3 ngày. Nó sốt mê man trời đất, cái đang uống nước chanh rồi cho nó giả, khi nào giả hết thuốc rồi thôi gồng chịu rồi. Vậy thì bây giờ đi đâu, đi bệnh viện hoặc đi đâu uống thuốc thì phải báo người ta biết cái gì đúng đó. Đúng rồi, mình đi bệnh viện. Mà mấy đứa nhỏ ở nhà ấy có cháu đứa nào có di chuyển giống anh không? Không. Anh ấy, thì sau khi là cứ uống thuốc miết rồi thì nó tự và anh tập luyện thì cơ thể nó tự hồi phục và da anh nó từ đó đến bây giờ nó như vậy luôn. Đúng. Và râu thì mọc lại, tóc mọc lại.
nhưng mà nó nhưng không mà bình thường đổ... như hồi xưa. Hồi xưa nó màu đen, giờ nó màu trắng. Nhưng mà khi mà anh bị vậy thì chị sẽ thấy bớt đẹp trai không? Bớt đẹp trai thấy buồn hay vui? Chứ cũng bình thường, mong giọng có sức khỏe là vui rồi. Nhưng mà vợ chị có khỏe, đó là sau khi uống nhiều thuốc quá và sau cái đợt mà biến cố đấy thì sức khỏe của anh bây giờ bị giảm sút, đặc biệt là anh nghe không bây được giờ, đúng rồi bây giờ là nghe bây giờ là anh nó ù, nói chung là cái đầu ảnh bây giờ anh nói là anh đã là anh nói nó cả trăm thứ tiếng ở trong cái đầu ảnh, nó như sóng vỗ, nó như cái trạm điện, nó như ông vỡ tổ rồi. Ảnh nói là ông tả mà mình nghe mình mệt rồi đó, nó ù tới mức độ đó đó. Nhưng bây giờ chị đang cho anh uống thuốc nam, uống được 4 tháng rồi. Nhưng mà bác sĩ nói uống thuốc nam thì nó cũng chịu hỗ trợ thôi. Cái này là bây giờ thấy giống như là ảnh dị ứng thuốc nó nặng quá đó. Cho nên là bây giờ cái phần nghe của ảnh nó chỉ, ví dụ bây giờ uống thuốc nam thì nó giảm được phần nào thôi, chứ còn mà hết hẳn thì chẳng có hết được. Tức là bây giờ da của anh nó sẽ vĩnh viễn là bị như thế này luôn, nó không thể hồi phục được. Nói chung là cái đen đen này nè là một ngày nó mờ dần đi đó. Mờ dần. Thì hồi đó là nó đen ghê lắm. Đen thui luôn rồi. Nhưng mà giờ nó mờ dần á. Dạ. Rồi móng tay móng chân thì bình thường trở lại rồi, xin ghê lắm. Em nghĩ là có thể chị để ý và chị theo dõi, chị có thấy là cái da của anh nó bắt đầu dần dần lại như trước không? Anh vẫn thế so với cái lúc mà nó lột ra, cái lúc ra ngoài lột ra. Cái khi mà ảnh lúc mà ảnh lột, cứ lột riết thì mình không để ý đâu, mà khi bắt đầu da nó đứng nó không lột nữa thì là mấy cái mảng đen đen này nó mảng to lắm. Mảng rất là to nhưng mà nó rất là đen. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn mờ, nó lấm chấm mờ thôi. Cái hồi đó, nói chung hồi đó là bụng đồ mảng cũng to lắm. Nhưng mà không hiểu sao rồi cứ càng ngày càng dần càng dần. Bụng ít uống bia sao mà to ta. Hồi xưa không bệnh uống bia nhiều. Em thấy là cái tình trạng của anh Điền này cũng là một cái điều kỳ tích chứ ha. Nói chung là bệnh của anh á thì các báo lên lấy tin là về, đăng tin là bệnh lạ. Cái gì nhiều lắm. Bảo anh là người rắn đấy hả? Rồi nhưng mà hồi đó anh tỉnh thì chị cứ lo mãi chăm thôi, chứ còn chẳng quan tâm gì tới báo thì lên lấy tin, thì hỏi sao thì mình có sao mình nói vậy thôi. Rồi mình cứ lo chăm ảnh thôi, rồi những người dân á họ đọc rồi họ mới nói lại cho nghe là mày có đọc báo không, báo nó đăng tin gì vậy rồi kia gì đó, thì mình nghe lại thôi, chứ lúc đó là cứ lo chăm ảnh thôi, chứ không lo đọc báo. Mà chị, em muốn hỏi là thế cái lúc anh mà bị bệnh như vậy và đến bây giờ nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều không? Nói chung sức khỏe của anh á, dạ. Sinh hoạt bình thường. Vâng. Không có gì hết. Giờ anh, như bây giờ anh á thì trái gió trở trời thôi. Thời tiết đang nóng quá thì bắt đầu làm cho anh mệt, mà nó mưa quá, nó mưa biết thì làm cho anh mệt. Tại vì anh mổ cái này mổ phổi của anh hết một cọng xương, một cây nhánh rồi. Thì bây giờ trái gió trở trời thì người anh nó biết. Chứ còn sinh hoạt cuộc sống thì bình thường. Bây giờ được bao nhiêu ký rồi? Lúc em chị nói mà em nghe chắc không kịp. Ở đó là anh 62 kg, anh còn 32 kg. Và bây giờ anh lên được 60, bữa nay anh 60 chưa ta? 60 kg rồi. 60 kg rồi. Rồi thì nó khác hồi xưa lúc mới bệnh rồi. Bây giờ bắt đầu phong độ trở lại rồi. Sao mấy cái nó bị thì nhìn cái bị tai khớp nữa đâu. Mà cái hồi đó, cái này em hỏi thật. Cái đợt anh qua bên kia đi quay rừng á, có quen cô nào bên đấy không? không có quen một tí hả? Anh đi cô cái rừng đó. Anh kể là anh đi qua Campuchia đó, rồi anh gặp mà cái con gà mà còn bộ xương không, anh kể Campuchia hả? Nó nghi anh bị đập ngãi rồi mà. Nhưng mà anh kể lại câu chuyện anh gặp cái đó đúng không? Anh kể là anh đi qua bên đó rồi anh gặp cái
con gà mà nó hết thịt cái con xương không? Cái đó giống dạng như người ta cúng rồi người ta bỏ đó rồi, hiểu rồi, xương thì nó còn lại còn nó rủ hoặc là sóc chồn heo rồi người ta ăn, nó ăn hết cái thịt, còn lại cái xương thì nó nằm trên cái cây đó thôi, chứ nó ngãi cũng chỉ con. Ý là gặp vậy cái gì anh kể thì mấy người mới nói là chắc là bên Campuchia nó có ngãi cái gì nó cho ăn gà nó treo lên rồi được chi vậy, ăn hết cho nên còn bụi xương trơ lên. Tại vì lúc đó anh đi qua người ta đang khai thác rừng, người ta tận dụng cái cây rừng người ta khai thác để người ta trồng lại công cao su, người ta tức là khai thác hết cây rừng thì người ta phải cúng rừng, đó là tất nhiên những người ta đi làm rừng đúng rồi có nghề nghiệp thần rừng mà người ta cúng cho người ta bỏ đó, thì xương gió nó đủ cái thịt đi, hoặc là ông mà trồn theo rồi nó ăn cái thịt đi, còn cái xương thì bộ xương nằm y tinh thì lúc đó mình bệnh thì mình gia đình mới là nghĩ là hỏi chứ coi mày đi qua đó mày có làm cái gì không, thì kể lại con đi qua thì con thấy con đi ngang một cái bụi cây chứ con thấy có con gà mà sao còn bộ xương con là thịt không còn. Nhưng mà anh kể, anh đợt đấy anh đã kể hết những cái sự kiện nó xảy ra bên đấy cho chị nghe chưa? Có cái đi còn giấu qua đó có nguyên con nào bên đó không? Ấy cười chứ. Ổng rồi đó, đẹp trai mà, đúng không? Chưa bệnh nghe cái theo ổng nè. Em nghe nghe. Ổng bệnh mà ổng mê sản luôn á mà ổng còn nói gì nè, anh nói thiệt anh có vợ hai con rồi. Rồi. Thằng đấy. Cái này là chắc là chị và anh cưới nhau bao nhiêu năm rồi? Chị cưới năm 96. Ừ. Chị lâu lắm rồi. Chị năm nay 26 là giờ cũng 24 rồi. 23 tôi cũng 96 rồi cũng 24 rồi. Đấy. Quá quãng thời gian nào nhưng mà anh thôi đi. Thời gian chưa kể. Không biết ổng có quen ai không chứ còn mấy đứa con gái nó quen ổng gì. Không kêu thì không biết. Tại chị hồi đó là chị biết là nhà lính nhiều, mình chỉ lo là chăm con với chăm lo cho lính rồi thôi. Còn cái đó họ không biết. Thế bây giờ hai vợ chồng là cứ chồng thợ còn đâu, à chồng là ấy. Bây giờ vợ là phụ. Bây giờ là mọi việc ví dụ xe vô nó như xe em vô. Thì chị hỏi là xe em được cái gì. Em nói thì em không nghe. Nhưng mà chị nói thì ảnh nghe. Thư ký đấy, thư ký kế toán đấy. Anh dặn người nước ngoài anh đi từ đây về tới Sài Gòn. Ai hỏi của người gì ông không nói. Anh ở Đài Loan hay Trung Quốc? Ủa Đài Loan Trung Quốc bây giờ ở Việt Nam cũng được vậy. Người Đài Loan hay Trung Quốc thì vậy. À đấy ạ. Mà cái lúc anh mà mới bị bệnh về ấy, bà con lối xóm hoặc mình đi ra ngoài mà gặp nhiều người, người ta nhìn mình có lúc có đi đâu được, ánh mắt có khác biệt không? Bây giờ nói chung là về bệnh là ở đây là người ta đồn ta nói là ảnh là bị sida. Thế à? Hả? Người ta nói bị sida đó. Nhưng mà hồi đó là chị chỉ chăm ảnh thôi, chị đâu có ra đường đâu mà biết. Sau này ảnh khỏe rồi chị mới bắt đầu là đi ra đường. Mà bạn nó cũng nghe nhưng mà nó không dám kể lại. Nó nghe mà nó nói vậy đó. Giờ hồi đó tôi mới dám nói, bây giờ thấy mình cũng khỏe rồi tôi mới nói cho mình biết. Thế tăng cân mà nó không ốm mà, không xong. Ở đây hồi đó, không, hồi đó là ổng ốm, người ổng vậy đó. Cho nên là tao mới nói chung là ở đây là tao nói ổng là sida, nhưng mà thời gian nó chứng minh. Ví dụ ổng bị sida là vợ con ổng nó cũng bị sida chứ dễ gì mà nó khỏi. Bị thì bây giờ là xong rồi. Thời gian chứng minh giờ ổng khỏe, bởi vì mấy người giờ vô sửa xe. Ôi vậy mà hồi đó ở đây nó đồn về bệnh sida không à? Cái trong lòng của anh là thứ nhất là không thể là giàu không kêu nhiều công tan giàu có công tan cái gì khai hết tự nhiên cảm thấy em thương em cho không gì thôi, em nghèo em than thở chưa chắc người ta cho, mà ngay cả em cần làm như thế nào người xung quanh người ta thấy cái điều đó được, người ta thương người ta cho, cũng như em bệnh tật em không nên rằng là đổ thừa tại vì thì là này đó, mà chính cho bản thân em phải cố gắng phải hiểu nó, tức là mình bệnh gì là do cái gì, do đâu nè, tại sao nè, cần nên điều trị như chỗ nào nè, đó mới là đem lại cái kết quả tốt, chứ không phải nè bệnh rồi cứ là đứng nước này trong nước nọ rồi mông lung, đó là bệnh người bệnh thì hay có cái vấn đề hay trao đảo trong cái đầu mình, nhưng mà những người trao đảo đó thì bị lợi dụng qua cái vấn đề là thầy bà bùa chú rồi những cái cơ sở chữa bệnh tào lao mới lao đó là trên
Thì anh bị rất là nhiều người lại đây hỏi anh là anh đều khuyên cái vấn đề đó. Cô hỏi là trong cái cửa này có thầy có bà này kia, mày có đi không hay là mày có mời người ta tới không, nhưng mà anh nói cái chuyện nói là chị nói ảnh bây giờ đi khám ra là bác sĩ xuất hiện ra, bác sĩ nói ảnh là bị nhiễm thuốc thôi. Dạ. Nhưng bây giờ sức khỏe ảnh ở bệnh viện chứ ở Chợ Rẫy mà chị ở ròng rã 4 tháng luôn, là chị chăm ổng 4 tháng ở Chợ Rẫy là không về nhà luôn á. Dạ. Là chăm riết chờ ổng cho có sức để ổng mổ cái này đó. Dạ. Cho nên là bây giờ là mình chỉ tin khoa học, tin bác. Dạ. Sĩ thôi, chứ giờ mình cũng tin nó vô nó hỏi rồi nó bán thuốc rồi nó bảo hiểm nó ố tình muốn đủ thứ á. Dạ. Thì nó là bảo hiểm thì chị mua bảo hiểm y tế thôi, chứ còn bảo hiểm bảo hiểm họ có tiền thì cũng được, nhưng mà mình không có đủ bảo hiểm y tế, bệnh mình đi khám nhà em khám. Chứ đấy, mình thí dụ mình có dư tiền thì mua bảo hiểm nhân thọ được đó. Nhưng mà người ngay cả bảo hiểm nó cũng lấy tin của ảnh, nó đăng lên là ảnh mua bảo hiểm của nó rồi bây giờ ảnh nhờ được cái số tiền đó rồi ảnh mới chữa hết. Trời đất. Mà trời chị ơi chị. Nhưng mà chị nói ha, cái mấy người vô đây nói trời ơi tao đi đi hội thảo. Tao thấy hình của Điền mà đứng nó nói luôn, mày MC nó đứng nó nói luôn, nó nói là mà công ty bảo hiểm nào? Bảo hiểm gì mà nó cái gì ta mà nó hội thảo ở ngoài đồng xoài nè. Dạ. Chị không có mấy người đi về rồi nói ai này có đắp xô là xô ít nó không có đây. Dạ. Ở đây em chỉ mua bảo hiểm y tế thôi chứ không mua bảo hiểm nhân thọ, nó trời như vậy mà chị mà bảo hiểm nó hội thảo nó nói là tiền nó mua bảo hiểm nó là nhờ cái tiền đó là nó giờ nó mới hết bệnh như cái tùm lum hết. Dạ. Nó có chị chỉ mua bảo hiểm y tế thôi. Vâng. Mà da như mỏng như này bây giờ là bác sĩ có khuyến cáo là đi ra ngoài không? Có tránh nắng gì không, cái gì không? Có tiếp xúc với mặt trời gì không? Bác sĩ thì không nói, nhưng mà mình biết tại cái da ảnh nó lột nhiều quá, da nó vẫn còn ví dụ cái da ảnh mỏng dính à. Da ảnh đi về là nó nóng lên, nó đỏ lên thôi, đi ngoài nắng nó đỏ lên thôi, nhưng mà nó lại hết. Chứ không phải như cái da mà những người mà thí dụ như họ lột và tẩy trắng á thì đi nắng lấy về nó sẽ nám, nhưng mà cái da nó chỉ đỏ lên thôi là về nó lại hết. Khoảng mấy ngày thì nó tan? Phải 2-3 ngày á. À thì nó mới tan. 2-3 ngày nó đỏ lên nó mới hết. Vậy cũng giống em cũng thế nè, em mà đi ra ngoài là đen chuỗi à, nhưng mà cứ về một ngày. Da đó là da thật, còn này da này da ổng lột da rồi da ổng. Dạ. Nó non lắm. Mà đợt thì chị bệnh cho anh hết nhiều tiền không chị? Da này giờ cũng nhận da hiếm. Chắc cũng đỡ. Nhưng mà giờ thấy là với cái màu da này có thấy ra ngoài có thấy gần 400 đó. Thấy gần 400 triệu rồi. Anh có thấy ngại không với cái màu da này, ý là em hỏi ví dụ như cái da này của anh bây giờ anh đi ra đường anh có ngại không? Thấy chứ. Anh vừa nói là hiếm mà quý, mà hiếm mà quý thì phải bảo tồn chứ. Các người ta cái anh hồi xưa anh hay tiếp xúc bạn bè đi chơi gió cho từ ngày bệnh rồi anh ổng còn cái ổng ngoại giao thì giảm bớt gì lắm, còn bạn anh đã đi đây đi đó rồi anh cũng hầu như là để bà xã anh đi hết. Vâng. Cái ngày đó rồi đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống. Dạ. Nó hầu như là ảnh hưởng khoảng chừng 70%. Tại một người đang bình thường đang nấy mà người ta muốn nói chuyện với em là cái trực diện, người ta nhìn cái trực diện của em trước anh mà nhìn như trực diện cái người này thấy nó sao nó giảm bớt cái lòng tin của người ta. Em muốn làm ăn bất cứ cái gì em phải có cái bộ mặt em nhìn sao rồi vậy. Thứ nhất là không nghe, thứ hai là mặt mày mình bẫy vậy nó ảnh hưởng rất là như cái tuổi của anh, cái tuổi bây giờ đáng lẽ như người ta là cái tuổi phải gọi là cố gắng để làm để giữ lại chuyển sang ở 60-70 mình có thể an nhàn chút xíu, nhưng mà giờ sao ra làm nói với ai đi đâu làm sao nói làm sao giờ mặt mày mình mấy vậy giống nghe chất cớt đi rồi làm sao đây. Cái thứ hai nữa giờ như ngay cả trong kinh tế giờ cho gia đình anh bà xã anh giống như thông dịch viên rồi. Vâng. Bước ra bước họ bước vô anh cứ gì quý họ nói anh đâu có nghe đâu. Vâng. Giống như vừa rồi mà nếu mà em trêu anh ấy bảo cái xe của em ấy em chạy ngoài đường em càng ga nó chạy ngoài đường nó lổ to quá nó đổ mà điếc cái tai làm sao nó tắt đi hả, thì chị lại cứ tưởng là máy em bị hỏng mà thực tế là chị trêu. Tưởng là đang chạy mà đang nghe không rõ, tưởng là đang chạy mà cái
mô nó nổ bốc một cái, năng lượng mô bốc một cái là nó dư xăng hay nó thiếu gió hay nó thiếu gió, nó dư gió thiếu xăng gì đó là anh chỉnh là nó sẽ hết liền. Còn cái này là em chọc và nó khác, còn xe của người ta là cái mô mà ví dụ lên ga lớn nó nổ cái bốc một cái mình giật mình á, đó là nó dư xăng hay thiếu gió hoặc là dư gió thiếu xăng gì đó, anh chỉnh là nó sẽ hết cái đó. Cái xe này của em bây giờ ấy, bây giờ bán là tính ký. Tính ký vâng, tính ký quan được cái gì nữa đâu, tàn tạ hết rồi. Mà em thấy anh bị bệnh tật nó tàn phá cơ thể anh, nhưng mà được cái tinh thần anh lạc quan. Tinh thần ổng lạc quan. Dạ, cũng là điểm tựa cho gia đình. Mà mình đàn ông mà em cũng mong ơi, có biến cố thì cũng mạnh mẽ nhanh. Đúng rồi đó. Ổng bệnh mà chị chăm cho ổng, mà chị chăm cho ổng mà chị cứ khóc. Ví dụ mình là cái người an ủi ổng. Dạ. Nhưng mà đằng này ổng ngược lại, ổng lại an ủi. An ủi. Ổng nói chị yếu đuối quá. Em đừng có khóc. Giày dép nó còn có số với chị con người. Ví dụ mà nếu như anh mà tới số rồi em có khóc anh cũng đâu có qua khỏi. Dạ. Đó. Thì mình từ cái chỗ đó mà mình mới có động lực để mình nuôi ổng. Dạ. Nói như là chỉ có là bây giờ là không nghe được thôi chứ. Dạ. Còn mọi thứ vẫn như hồi xưa, không có gì khác hết. Nhưng vấn đề là anh không nghe được, mà chị có thấy càng ngày nó càng giảm đi không? Hay là từ lúc sau bị rồi nó anh khả năng nghe của anh bị giảm, và đến bây giờ nó vẫn thế, nó không bị tăng nặng? Nó vẫn vậy. À vậy thì cũng đỡ vẫn... chứ em chỉ sợ là càng ngày ấy. Nó ù là nó đỡ ù hơn. Nói chung là ảnh bây giờ ảnh ăn đồ mát, ăn đồ, nói chung là ví dụ mà nhà chị mà có điều kiện mà cho ảnh nghỉ ngơi á. Dạ. Tại vì nhà chị có điều kiện nên ảnh làm sớm á. Ảnh vừa hết bệnh là tính tráng thì nó ra nghề hết. Nhà chị thì chỉ mỗi có một cái nghề, ảnh vừa hết bệnh ảnh nằm liệt giường, nhưng mà ảnh vừa tập đi được, ảnh đi vững một cái là ảnh ra ảnh ngồi ảnh làm tới giờ này luôn. Ảnh không có thời gian nghỉ ngơi. Dạ. Bệnh thì chết đi sống lại nhưng mà không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên là cái tay là cái sức khỏe mà ảnh càng mệt thì nó càng ù. Ảnh nghỉ ngơi, ảnh ăn đồ mát đồ vô thì nó đỡ ù. Dạ, nhưng mà càng làm mệt nó càng ù. Nói chung là mệt là nó ù bất biết luôn. À, chị giờ có mấy cháu rồi? Chị hai cháu. À chị có kể em hai cháu. Mà cháu lớn thì cũng hai mấy rồi. Bây giờ nó học ra trường hết rồi hả? Nó học cao đẳng được 1 năm, xong nó nghỉ là năm nay năm thứ 3 rồi. Dạ. Rồi giờ nó về nó phụ ba nó luôn. Vậy cũng được, giờ cháu còn... lớn rồi anh cũng đỡ đần phần nào. Thì năm nay mới 10 thôi. À. Chào các cháu thì cuộc sống của mình như thế nào? Nói chung cuộc sống bây giờ nó chỉ là đủ ăn thôi. Anh khỏe là vui rồi. Đúng rồi. Nói chung là bây giờ đủ ăn thôi, nhưng mà anh khỏe là mừng rồi. Bây giờ trời thương sao mà cho anh nghe được nữa thì cái đó là mừng hết lớn. Giờ chỉ mong cho anh nghe được thôi. Vừa rồi chị và em có trò chuyện với nhau, anh có nghe được nội dung giữa hai chị em không anh? Em nó hỏi em á, em hôm nay chị em nói chuyện á, anh có nghe là anh có nghe anh hiểu không? Nói chung là có hiểu anh, hay là tâm dịch của anh hiểu. Vâng. Có cái cũng không hiểu nhiều lắm, nó hiểu có. Vâng. Khi hiểu được 7-8 có cái năm. Thì anh khi hiểu được cái anh nghe là anh hiểu hết luôn. Anh có những cái hình. Là anh bắt chưa kịp cái là giống như là nó lạc đề, anh nhìn vào miệng mình nhiều ha. Bọn em đến đây thăm anh thì cũng chúc vợ chồng anh và các cháu là sức khỏe nhá, luôn lạc quan. Vâng. Bây giờ bọn em xin phép về dưới Sài Gòn. Dạ, Sài Gòn. Vâng. Anh chị cho em xin số điện thoại của anh chị nhé. Dạ.